Hey, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với gia đình Nissan. Mình tên là Thư. Còn ở đây là... Con tên gì? Con tên Bye. Con tên gì con nói cho mọi người nghe đi. Con tên Julia. Con tên Julia. Còn con tên gì? Chị Hai. Con tên chị Hai. Chị Hai tên gì? Sophia. Chị Hai Sophia. Trời ơi, hôm nay xấu quá mọi người ơi. Hôm nay cả nhà mình chuẩn bị đi tàu. Đây anh Mít chồng mình. Alice nó ngồi trong xe nè. Trời ơi, đi chơi, chuẩn bị đi chơi mà trời mưa à. Đúng là tổ ăn chơi hỏng độ rồi mọi người à. Mưa lâm râm. Bây giờ đang là tháng 7 á, mà trời cũng còn khá là lạnh nha. Nó mưa xuống một cái, ông trời ông mưa xuống rồi gió nữa, lạnh lắm. Lên xe ngồi nè. Rồi mình chuẩn bị mình đi nè, không thôi trễ nè. Rồi con thắt dây an toàn vô đi. Đến nơi rồi mọi người ơi, bây giờ mình đi bộ đi vô trong tàu nè. Đây, chỗ này là mình sẽ đi đi tàu. Ở đây mình gọi đùa, ở đây nó kêu là Slussana đó mọi người. Mình kêu gọi mình nói đùa là tàu leo núi. Ở đây nó tên là Hoverud. Nó nằm ở Dorsland. Ôi bữa nay đông quá à. Trời hên nó hồi nãy mưa nhưng mà bây giờ tạnh mưa rồi. Nó cũng ngưng gió nữa, hy vọng là ok. Mình quay từ đây thì mọi người có thể xem cái độ cao của cái con kênh đào này nha mọi người ha. Ở dưới đây nó rất là thấp ha. Rồi nước nó sẽ dâng lên cao nè. Thì mình sẽ đi từ ở cái vùng này, đi qua phía bên cái hồ này. Và mực nước bên cái hồ này thì nó rất là cao nè. Mọi người thấy cái sự chênh lệch mực nước không? Đây, quay từ khúc này cho mọi người thấy rõ ha. Khi mà cái cầu nó mở ra rồi á, thì mình khi mà nước nó đầy thì cái cầu nó sẽ mở ra và mình cứ tiếp tục mình leo đi qua bên kia núi. Đây là những cái tàu khác người ta đang đợi nè. Đợi cho nó thật là nhiều tàu thì sẽ đi cùng một lượt qua. Một bên là nước ha, người ta xây cái cầu này để cho cái thuyền leo qua núi nè. Mọi người có thể thấy ở dưới nè, rất là sâu ha. Một bên á, ở đây nó rất là đặc sắc á, là một bên đó là người ta xây cái cầu này cho thuyền. Và phía trên kia là cho xe hơi. Một cái đường ở phía bên kia nữa là dành cho xe lửa đó mọi người. Một lúc mà cả ba phương tiện đều đi được. Đây, nước ở bên này rất là... Ôi trời ơi, nhìn từ đây xuống sợ quá, chóng mặt quá mọi người à. Rất là đẹp. Đây là cái tàu Dorslandia. Mình sẽ đi cái tàu không có to lắm nha. Cái tàu này xuất chứa khoảng tầm 50 đến 70 người thôi. Cho nên mình sẽ đặt trước giờ. Nếu không là không có chỗ. Bây giờ đi lên tàu, nhiều người ta ngồi người ta đợi sẵn rồi kìa. Đứng xếp hàng để check in đi lên tàu nha mọi người. Thấy Alice con khỏe chưa? Ói từ nãy giờ quá chừng luôn mà. Tàu chạy rồi. Cổng nó chuẩn bị nó đóng lại nè. Rồi xong rồi mình cái nước này nó sẽ dâng lên thì cái tàu nó sẽ leo qua bên kia. Đấy mọi người thấy không? Cái nước ở đây nè, ở đằng xa kia đó nó đang đổ xuống. Nước bắt đầu dâng lên cao rồi nè mọi người. Mọi người thấy không? Chuẩn bị vào trạm thứ hai nè mọi người ơi. Bây giờ nó đang mình đang đứng ở dưới đây nè là thấp như thế này ha. Tí nữa nó sẽ đổ nước vào.
là ở đây là cái cổng nè. Đây là cái cổng này, nó sẽ đóng lại và nó đổ nước. Rồi cái mực nước thì nó sẽ dâng lên trên cao, lên tới trên đây nè mọi người thấy. Thì mình sẽ đi được đi qua phía bên kia. Kroppsdelar från relingen då det är mycket trångt och det finns alltid då skador. Så inga kroppsdelar utanför relingen när vi går in och ur slussarna. Đây nước nó đang đổ xuống đó mọi người, bây giờ nó lên cao rồi nè. Thuyền nó lên tới cái mực nước, mọi người thấy ở đó đó. Là cái cổng kia nó sẽ đóng lại. Rồi mình từ từ mình leo qua núi nha. Ở bên khu rút nè mà té Julia Intersol nhảy xuống như đó là chết luôn á. Đây mặt nước đây đã lên gần tới trên này. Sau gần 30 phút vượt qua 4 cái chốt đóng mở nước thì mình cũng đã đến được cái cây cầu cạn này. Đây là một cái thiết kế khá là đặc sắc của hai ông Nils Ericson và Winner Ericson. Từ trên cái cây cầu này á, nó người ta sẽ đổ nước nó vào. Mọi người thấy không, nước rất là cao. Thì mình có thể so sánh được cái mực nước ở trên cầu, cái vực thẳm, vực sâu phía bên dưới và cái mực nước ở trên cái bờ hồ. Cái lúc mình vừa mới bắt đầu đi cái thuyền á, nó chênh lệch khá là cao. Trên cái vách núi này là cái bia đá để tưởng niệm đến hai cái nhà sáng chế ra cái cây cầu cạn này. Ngày nay cái chỗ này tỉnh Hua Vrieu đã trở thành cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của tỉnh Dorsland nói riêng và của thế giới nói chung, thu hút rất là nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước. Rất là may lúc sáng đi trời mưa, nhưng mà bây giờ thì trời không có mưa, hơi gió tí xíu thôi. Anh Mít anh đã đặt sẵn cái bàn ở dưới đây để mình xuống mình ăn trưa đó mọi người. Nó nằm ở dưới cái thùng tàu và phân nửa mặt nước biển. Đây là cái bàn của gia đình mình, anh Mít đã đặt nè. Đồ ăn ngày hôm nay thì thấy đã dọn sẵn rồi nè. Là cái cá hồi nướng xông khói ha, và nướng ăn với khoai tây và cái sốt lạnh với lại salad. Còn mấy đứa con nít thì nó được ăn sách bùa lá, là cái món thịt viên truyền thống của Thụy Điển á, và cũng ăn với lại khoai tây. Alice nó đói bụng dữ lắm rồi cô chú ơi, tại vì sáng giờ là nó chỉ mới có ăn sáng thôi, nó chưa có ăn trưa. Lúc mà đi là tàu nó chạy lúc 10:30 cho nên mình phải dậy sớm và mình đi rất là sớm. Cái giá tàu ở đây là 450 một người, là khoảng tầm 1 triệu đồng một người á. Còn nếu mà mình muốn ăn trưa là mình phải đặt trước 175 đồng một người. Trẻ em thì 50% giá của người lớn. Đồ ăn đó thì mình thấy cũng ok thôi, chứ không có gì là đặc biệt. Tại vì ở trên tàu mà. Ủa cái con ruồi này đi chỗ khác coi, ở đâu có con ruồi trong đây à. Cái giá vé đi tàu này nó không quá mắc cũng không quá rẻ. So với cái giá như vậy mà được một cái trải nghiệm khá là thú vị thì mình hoàn toàn rất là hài lòng. Cái chỗ mình ngồi ăn ở đây là nó nằm dưới mặt hồ. Cái nước nó ngay cái cửa sổ nè. Cái cảm giác rất là sợ sợ nhưng mà cũng rất là thú vị. Bây giờ mình sẽ thử cái món cá hồi xông khói. Cái cá hồi này là cá hồi sống, người ta sẽ xông khói, cái thịt của nó thì nó chín khoảng 50%, ăn với khoai tây, nước sốt và cái cá hồi, cái lá thì là đó, cũng rất là ngon. Ăn uống no nê xong rồi, bây giờ đến tiết mục ngắm cảnh. Ở đây là mọi người có thể thấy những cái ngôi nhà đặc trưng của vùng Dorsland. Những cái ngôi nhà này, cái máy bằng á, nó không có xuống thấp giống như là những cái vùng khác ở Thụy Điển. Ở đây cái chốt này là cái chốt giữa nè, hai cái tàu nó sẽ gặp nhau. Đây là cái tàu bắt đầu từ ở tỉnh Bengfors
nó từ cái tỉnh ở phía bên dưới ở bên kia trục vùng cao bên kia, cái tàu này mình sẽ đến một ngày như vậy nó sẽ có hai chuyến tàu đi và về. Cái con kênh đào này nó vừa khít cái chiếc tàu to này luôn á mọi người. Mình nhìn từ trên xuống dưới này mọi người có thể thấy nó chỉ cách có 1 cm thôi, rất là gần luôn, cho nên người lái tàu ở đây người ta phải rất là chuyên nghiệp để lái không có bị cà và bị đụng vô trong cái chiếc tàu á. Kênh đào Dorsland được xây dựng vào năm 1864, nó trải dài 251 km, có khoảng 31 cái chốt tàu leo núi Slusana như thế này nè. Và nó được khánh thành chỉ 4 năm sau thôi, năm 1868. Mọi người cứ thử nghĩ xem, khoảng 150 năm về trước, những cái máy móc rất là thô sơ mà người ta có thể sáng tạo và làm ra cái hệ thống kênh đào hoành tráng như thế này á, thì cái sự sáng tạo của con người quả thật là rất là kỳ diệu. Đứng từ cái mũi tàu á, xem rất là thú vị, nhưng mà có một điều là ướt hết trơn à. Gió nó thổi và là nước nó bắn tung tóe ướt hết cái đầu. Sợ không? Nãy nước xuống vậy con thấy sợ không? Edurep. Cú. Chị hai nói rất là vui. Còn chị ba nè, thấy vui không? Ướt hết trơn cái đầu rồi nè. Đứng ở trên đầu tàu á, nước nó văng vô ướt hết trơn rồi. Cái đầu ướt nhẹp hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ nước nó lên cao rồi nè mọi người. Người ta mở cái cửa ra ha, để mình chạy qua bên cái phía cái cổng ở phía bên kia nữa. Comedy hoa, we want to have a favorite. Sofia Julia. Sofia? Then da bot da, bên cạnh, we saw a Christian uncle. Comedy hoa? Then cafeet, ni har varit där. Båten har gått på grött för de har glömt porten. Och vi har slussat upp. Cái chỗ này hôm bữa gia đình mình tới đây uống cà phê á mọi người. Cái chỗ này bữa có 7 con vịt đó ngoài đây nè. Bây giờ mình đi tàu là đến đây. Cái trạm này là trạm cuối cùng rồi. Ở đây nó tên là Long Brun. Đây là cái nhà ngồi uống cà phê á, xong có cuốn sách, mình có thể mình ngồi mình đọc sách ở phía ngoài. Cái chỗ này là hồi bữa mình nói là cái chỗ giống như là tàu thuyền người ta đến đây mà có hư á thì sửa được ở đây nè. Quán cà phê ở đây nó bán kem, hồi bữa ăn nó rất là ngon, kem ở đây béo lắm nha mọi người, 45 đồng 3 cục kem. Cô mình đi hố Sophia Julia. Vi satte här förut. Đến nơi rồi, bây giờ đi xuống chuẩn bị đi tàu lửa về đó mọi người. Trời ơi, bé đó nó mệt mỏi quá. Đi 3-4 tiếng đồng hồ. Đến nơi rồi.
Đây là cái tàu nè, nãy giờ mình đi á mọi người. Giờ anh Mít anh đứng nè, anh đợi người ta lấy cái xe đẩy của Alice ra đi về. Mama, can we shop a glass? Shop a glass? Yeah. Nãy ăn glass rồi, còn shop a glass gì nữa? Can we for glass? Can we shop a glass? Me for glass? Me for glass? Okay, come on, glass, glass. Lát mình đi về mình ăn kem chỗ khác đi, bây giờ mình không có kịp giờ để mình đi ăn kem đâu con. Bây giờ mình đi qua bên kia để mình đi xe lửa mình đi về. Tại vì cái tour này là vừa đi tàu và vừa đi xe lửa. Má má có kẹo ở trong cái giỏ đó. Trời ơi chị Hai tới đây. Hey con, tới đây là nằm phơi nắng vậy đó hả? Dạ. Con nói gì? Con nói mỗi lần con tới đây là con phải đi nằm ở đây con phơi nắng à? Đen thui lùi còn phơi nắng chi nữa. Úi té bây giờ. Đây cái cây cherry hôm bữa mình mới hái á mọi người. Quắt đi, quắt tàu ấy, quắt tàu ấy. Mọi người có biết tại sao đi tàu lửa lại nằm ở trong cái tour đi du lịch tàu leo núi? Là tại vì cái đây là cái chuyến tàu lửa chạy bằng dầu diesel cuối cùng của Thụy Điển. Tại vì bây giờ hầu như những cái chuyến tàu lửa đều chạy bằng điện hết. Tàu này chỉ chở du khách đi vào mùa hè thôi, cho người ta đi du lịch và khám phá thôi. Khi mà lên tàu rồi mình mới phát anh Mít anh mới phát hiện ra là cái người lái tàu này là người bạn lái xe lửa cũ đã từng làm chung với ảnh. Đến nơi rồi mọi người ơi. Vậy là cái tour đi chơi này đến đây đã kết thúc rồi. Đi vừa đi tàu và vừa đi đi tàu lửa nè. Đi từ cái Hua Vru, đi từ cái Long Vru, đi về lại cái Hua Vru. Bye bye tàu lửa. Vậy là cuộc hành trình đi tàu leo núi và đi xe lửa về đã kết thúc rồi mọi người. Sau 4 tiếng mấy đứa nhỏ bây giờ nó ăn kem. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Nếu mà mọi người thích gia đình mình thì cho mình xin một like và một bấm theo dõi phía bên dưới nha mọi người. Bye bye mọi người. Julia. Bye bye. Bye bye. Mời mọi người cùng ăn. Cảm ơn. Alice nó khoái quá rồi, nó ăn rồi. Bye bye mọi người. Bye.